Hùng. Không được ấy, đẹp ấy. Đẹp rồi. Này, này bên kia nhá. Bây giờ cháu sao? Ừ. Em gửi nhờ chị Loan đi, chị Loan. Thôi cái này để em cầm luôn. Sao lắp bên kia nhá. Ngon đấy nhỉ, sân ngon đấy. Nay được chạy rồi cò. Trận trước có được đá không? Xong đá à? Đá đi. Tiền đạo đi. Quen tiền đạo không hay là đá vị trí nào? Thảo chú vắt. Thảo chú này xuống chú ấy. Đứng bên cạnh. Ừ. Đấy, cứ hạ đi. Hạ khỏe vào. Khỏe. Khỏe luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chim này. Cầm chân rồi phải lên rồi. Toàn bắn chim. Trái quá. Chứ là kiểu không biết phần nào nhỉ? Chứ thì kiểu đó là... Chứ khỏe thế. Bằng lắm. Đường, rau, rất mắm rồi. Bên này giá thật đi. Anh Cường, tí anh phải học rất là đánh đó. Đấy, tỏa. Anh có chân nào? Trái khỏe rất nhỉ? Trái như gần như phế. Đẹp, vui vắn, không lầm khẩm, vào là vào không có lọt. Anh tắt cho em cái đèn kia cái. Hình như là thế mình vào đứng về làm. Bắn nào ấy. Rủi mắt từ nãy giờ em rủi mắt chiếu từ nãy cái gì mắt. Thank you.
Vừa rồi, sát vào đi. Chết đi, rồi. Đi. 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 Rồi. Đ